Trong hơn một tháng qua, mực nước tại hồ chứa thủy điện Hòa Bình chưa bao giờ vượt quá 103 mm. Theo các số liệu thống kê của các cán bộ vận hành, đây là mức cạn nhất trong suốt 30 năm qua. Thiếu nước còn là tình trạng chung tại nhiều thủy điện khác, như hồ thủy điện Sơn La cũng chỉ đạt 60%. Đáng chú ý là thời điểm này, các hồ chứa nước còn phải thực hiện thêm nhiệm vụ xả nước cho vụ đông xuân. Kết thúc mà 3 đợt xả nước, thì cái mực nước mà các cái hồ trên Hòa Bình, Tuyên Quang và Thác Bà thì trung bình cái lượng nước trong hồ chỉ còn lại có 10% so với dung tích hữu ích. Thì đây là một cái khó khăn rất lớn trong cái việc mà phải tiếp tục các cái tháng còn lại trong mùa khô phải đảm bảo cấp nước cho sinh hoạt cho Hà Nội cũng như là đảm bảo cái cấp điện cho các cái tháng còn lại của mùa khô. Năm 2019, tổng lượng điện chạy dầu có giá thành cao là khoảng 1,7 tỷ kWh, thấp hơn mức dự kiến 2,57 tỷ kWh dự kiến trước đó. Năm 2020, cả nước dự kiến huy động khoảng 3,4 tỷ kWh từ nguồn điện chạy dầu. Năm 2020 này mà chúng ta ví dụ thời tiết nắng nóng rồi dẫn đến phụ tải tăng đột biến, hoặc là chúng ta các cái hồ thủy điện nó lại nước nó về lại kém hơn so thực tế, hoặc chúng ta có sự cố những cái nguồn khí chẳng hạn, thì có thể cái nhu cầu huy động dầu có thể cao hơn. Theo các tính toán của Bộ Công Thương, khả năng đảm bảo điện cho năm 2020 về cơ bản vẫn đáp ứng được. Tuy nhiên, khả năng thiếu hụt nguồn điện sẽ xảy ra từ năm 2021 đến năm 2025. Hầu hết các dự án BOT đều bị chậm tiến độ so với tiến độ mà đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt trong cái quyết định 428 phê duyệt cái tổng sơ đồ 7 hiệu chỉnh. Và đương nhiên thì khi các dự án lớn này nó chậm tiến độ thì nó đã làm cho cái việc cung ứng điện của chúng ta, đặc biệt là trong cái giai đoạn 2021-2025, khi mà các dự án lớn này cần phải, đáng nhẽ là phải đưa vào hoạt động thì lại chưa đưa vào được. Và nó gây ra cái khó khăn cho chúng ta trong cái giai đoạn này. Để đảm bảo cung cấp điện, trước mắt, Bộ sẽ tập trung nghiên cứu sử dụng tối đa các nguồn điện hiện có, đồng thời đẩy nhanh tiến độ các dự án nguồn điện chậm tiến độ cũng như các công trình truyền tải điện để giải tỏa công suất cho các dự án điện gió, điện mặt trời. Bộ Công Thương cũng khuyến cáo người dân sử dụng điện một cách hiệu quả, an toàn và tiết kiệm.